Ôi ơi, khó khó khó. Có nha mọi người, có chài, có gốc cây đây rồi. Ồ có coi. Có nha mọi người. Ô nguyên một bầy luôn. Wow, có dính à. Chào tất cả mọi người trở lại kênh HBT Vlog Đời Sống Dân Quê. Hôm nay mình tiếp tục thử sức cái chài 6kg nữa nha mọi người. Cái chài 6kg thuộc thần thánh của mình nè. Thì mỗi bữa mấy clip trước á, mình làm á, là mình chài mà mình không có làm mồi nhử. Thì bữa nay mình sẽ làm cái clip này, mình sẽ dùng mồi nhử nha mọi người. Mình mồi nhử rồi mình chài để coi cá nó ra thế nào. Bây giờ cái mồi nhử đó ra sao, mời mọi người theo mình nha. Mình đang ngồi chỗ cái giường ngò nha mọi người. Thì cái mồi của mình nói á, là cái mồi này nè mọi người. Đây, đây là cái cọng bông ngò nha mọi người. Đó. Thì bây giờ mình hái cái cọng bông ngò này để mình thả xuống. Cái bông ngò này thơm lắm nha mọi người, thơm dữ dằn luôn. Thì con cá nó sẽ lên ăn, ăn rồi mình sẽ chài. Bây giờ mình đi hái bông ngò nha mọi người. Rồi mình đã tìm xong nha mọi người. Đây, đây là bông ngò, thơm dữ lắm nha mọi người. Nó thơm dữ lắm nên mình gãi xuống dưới nước á, con cá sẽ theo mùi thơm nó lại nó ăn nha mọi người. Đây là cái bông ngò gai, cực kỳ thơm luôn nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ buộc thành nhiều đùm để mình gãi theo sông nha. Mình treo theo sông rồi sau đó là mình lại mình thấy con cá ăn á mọi người, rồi mình lại mình chài nha mọi người. Rồi. Mình cột được 4 đùm nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi ra mình treo dưới sông á. Mình treo dưới sông cho con cá lại ăn rồi bắt đầu mình chài cho mọi người coi nha. Mình tới được cái chỗ này trống nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đưa cái này xuống dưới nước nè để mình nhử con cá lại. Bây giờ mình đưa xuống nha mọi người. Giờ mình để đây chờ con cá lại nó ăn nha mọi người. Thì mình đi kiếm cái chỗ để mình gãi thêm mấy cái chỗ này nữa. Rồi chút xíu nữa con cá ăn mình sẽ trở lại mình qua chạy nha mọi người. Vậy là mình đã chọn xong 4 cái địa điểm nha mọi người. Bây giờ mình chỉ việc chờ đợi cho con cá lại ăn và mình chạy thôi. Mọi người đợi mình tí xíu nha. Nhét cái lọt mà cái bông ngòi đó mọi người. Chạy nha. Bắt đầu chạy thử anh. Nên để nó rồi. Vậy đứa con nhỏ cái cây á. Xong ngay. Đó, con gì nó mới nhảy ra. Đó, thấy trời trời ơi. Dính dính nha mọi người. Có không anh ơi. U chết mồi. Dính gì vậy? Cái cây không vậy? Rồi dính. Dính cây rồi mọi người ơi. Rồi dướng cây luôn. Rồi xong. Nó có gốc cây đây tại. Bữa chài có gốc cây đây rồi. Ồ có cái. Có nha mọi người. Nguyên một bầy luôn mọi người ơi. Hàng chim nó nãy nó ăn giật giật luôn. Nó ăn giật 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 cái dướng gốc cây mà nhưng mà vẫn dính nha mọi người. Wow. Wow, quá rồi, bành cây luôn. Bữa nay mấy con này nó nướng thịt nó đã luôn mọi người ơi. Đó. Thấy nó giật giật cái mông ngò mà. Ăn mà. Ui, mồi này im nha mọi người. Đấy. Hai con bự bành cây luôn mọi người. Mồi này im nha mọi người. Cá gì anh? Mì dinh. Cá mì dinh mọi người ơi, mì dinh mà bự lắm. Mình chạy. Nếu mà mình để cái bông ngò đây thì cá mì dinh nha mọi người. Bự nha mọi người. Im. Hai con. Nhảy ra lên bờ đi. Đó. Wow. Hai con nha mọi người. Wow. Nhảy đi. Bỏ vô sơn nha mọi người. Ừ.
Chài luôn cái cọng ngò nha mọi người. Đúng cây gì vậy? Có cây không? Cá có cá nha mọi người. Từ từ thôi, từ từ thôi. Wow, có dính anh. Wow, dính nha mọi người. Trời ơi, cái bông ngò luôn. Wow, rỉa giật giật luôn mà. Đó, 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 nhảy rồi, nhảy rồi. Nhảy đây, nhảy đây, nhảy đây. Bây giờ, bây giờ. Đó, nhảy đây, nhảy đây, nhảy đây. Tăng 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 tăng. Vậy là bốn địa điểm của mình nha mọi người. Bốn địa điểm mình chỉ được có bốn con cá. Bốn con cá mì dinh với một con lâu kiến à. Ít cá quá mọi người. Mình để thêm một chút nữa mình trở lại mình chạy thêm một quận nữa coi sao nha mọi người. Hai ba. Wow. Mì dính lại miếng. Dính cây nè. Dính lại miếng nha mọi người. Không biết cái chài này có dính không đây. Kéo lên, kéo lên. Ôi, ôi có, có, có. Có nha mọi người, có nha mọi người. Wow, nó đâm lưới rồi đó. Rồi, ô, con lau kiến chà bá. Quá đã, quá đã. Hai ơi. Con, ô, con phi bự. Con phi bự luôn mọi người ơi. Ôi, con phi quá bự mọi người. Wow. Quá đã. Ôi, hai con lau kiến luôn. Oh, wow, wow, wow. Oh, im, im. Wow. Im, im. Ôi, wow. Ôi. Chính cá gô phi. Con gô phi hết biết rồi. Hết biết gô phi luôn mọi người. Con cá gô phi này. Quá đã mọi người ơi. Ôi, chạy trong mương này im hơn chạy ngoài sông mọi người. Đã. Bằng chi. Hết cô biết rồi nè. Bự dạ. Hơn bàn tay anh luôn anh. Trời ơi, bự hơn bàn tay mình luôn nè. Bỏ là bích chịch cái bàn tay luôn. Quá đã. Rồi vô, vô. Quá khứ. Wow. Để là bắt cái sâu luôn nha mọi cái người. Cái con lau kiến này khủng nha mọi người. Rồi thêm một em lau kiến nữa mọi người ơi. Khủng quá luôn. Trời luôn. Ui, wow. Ui, nè. Wow wow wow. Ôi rồi bữa nay mình có nồi hầm xả hết sảy luôn rồi. Rồi đầy sâu luôn mọi người ơi. Hết biết rồi. Đây, một em nữa. Một em nữa kìa mọi người ơi. Đây, em này nhỏ hơn em đó mà cũng bự nha mọi người. Wow 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 wow. Dễ dễ dễ. Rồi mọi người ơi. Bốn cái địa điểm của mình chài nãy giờ được có nhiêu rồi mọi người. Thôi bây giờ mình xin kết thúc cái việc chài đây nha. Mình về bắt đầu mình sẽ xử lý cá này nha mọi người. Mọi người đợi coi mình làm món gì nha. Nãy giờ mình đã mần cá sạch rồi để không mất thời gian của mọi người á. Mình đã ớp xả sẵn nha mọi người. Bây giờ bắt đầu mình chiên. Bắt đầu mình chiên lên nha mọi người. Đổ dầu cho nó ngập luôn. Đổ dầu nhiều chiên ngon nha mọi người. Bật bếp lên. Wow. Trời ơi, ngon. Mâm cá thiệt là ngon mọi người ơi. Vậy là hôm nay mình đã dẫn mọi người đi chài cá bằng mồi. Rồi cũng như là mình chiên cái dĩa cá này rất là ngon luôn nha mọi người. Thì mình xin kết thúc video tại đây. Mọi người thấy hay hãy cho mình một like. Trước khi mọi người rời đi hãy đăng ký kênh. Đừng quên bấm chuông để biết những video mới nhất của mình. Xin chào mọi người.